Quảng Nam, một người tử vong sau khi có hơi men, xô xát với trưởng khối phố. Có tí hơi men, một người đàn ông ở Quảng Nam đã qua nhà trưởng khối phố gây sự. Sau đó, ông trưởng khối phố đã dùng tay đánh vào phía mang tai khiến người đàn ông này ngã xuống đất, tử vong. Sáng 26/1, Đại tá Trần Văn Xuân, trưởng công an huyện Thăng Bình, Quảng Nam, cho biết lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc người đàn ông tử vong sau khi xô xát với trưởng khối phố. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 15 phút ngày 25 tháng 1, sau khi đã sử dụng bia rượu, ông TVT, 50 tuổi, ở khu phố 1, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, qua nhà trưởng khối phố là ông PT, 66 tuổi, ở cách nhà mình khoảng 30m gây sự. Sau đó, giữa hai cha con ông PT và ông TVT có lời qua tiếng lại, rồi xô đẩy nhau. Ông PT sau đó dùng tay đánh vào phía mang tai của ông TVT một cái khiến ông này ngã xuống đất. Sau khi bị đánh ngã, ông TVT cố gắng ngồi dậy rồi ngã gục, được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Hiện công an tỉnh Quảng Nam đang tạm giữ ông TVT, đồng thời khám nghiệm tử thi nạn nhân để điều tra nguyên nhân vụ án.